tất cả chúng bạn đến với một video rất là đặc biệt. Và như các bạn biết, hôm nay chúng ta hôm nay lớp mình với cả thực ra là cả, đúng không? Cả trường trung học cơ sở, mình nghĩ thế. Hôm nay chúng ta đi gói bánh chưng. Thực sự là chắc chắn là rất nhiều bạn đã bắt đầu ra gói bánh chưng rồi. Mình biết là các bạn gói bánh chưng rồi. Tôi chưa biết nhưng mà bạn nào gói bánh chưng rồi ấy, không phải ở trường gói bánh chưng rồi ấy, hoặc là hôm nào gói bánh chưng rồi thì comment xuống dưới. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về gói bánh chưng. Let's go. Look.